đó cái chị sau lưng của việt lê đó là chị đi xe nhỏ mà chỉ giao hàng gặp một vấn đề lớn là giờ khách đặt một cái tivi to cái này phải 50 inch đó. 65 inch nhét không lọt cái cấp xe bởi vì chị mua xe xe đăng theo cá nhân việt lê nha khuyên là khi cả nhà mới vừa qua mỹ này đừng nên mua xe đăng đừng nên mua xe đăng là chiếc xe đầu tiên của mình chẳng hạn như chiếc xe thứ hai thứ ba mua thêm thì ok còn chiếc xe đầu tiên việt lê khuyên đừng mua xe đăng ví dụ như trong gia đình hai vợ chồng thì chồng một chiếc xe to thì vợ chiếc xe đăng thì ok vợ thích đi xe đăng thì mua xe đăng cho vợ còn chồng thì nên đàn ông mình nên, nên đi SUV thì nó sẽ mạnh mẽ hơn nó sẽ đa nhiệm vụ hơn ha mình chạy phía dưới thấp lè tè ngang với bánh xe của họ nhìn thấy ghê lắm cả nhà mà làng uh, freeway highway mà bảy tám làng thì thực hiện cảm giác rất là hiu luôn yeah, yeah, yeah. Chơi vui quá là vui hoàng hôn ở mỹ đẹp quá con ha Bà chạy thể dục toát hết mồ hôi nè con Ghê yeah cái nào yeah. Rồi bây giờ cuối cùng là chị phải Chuyển đơn hàng qua cho anh Cho chiếc SUV SUV kế bên Để anh anh, anh chở dùm cái đơn hàng này Coi như là Thua rồi Cái cái tivi này chị giảm được rồi còn chuyển qua như thế nào thì mình không biết Không biết cách như thế nào Đó bây à, giờ một chiếc uh, cái này thực dạng crossover cỡ nhỏ thôi mà mà vẫn nhắc lòng một cái tivi 65in yeah. đây mình nhắc vô đó yeah chào buổi sáng cả nhà à, lại đi giao hàng thì mỗi clip giao hàng mình sẽ chia sẻ một cái điều thú vị trong cuộc sống cho cả nhà nghe và clip này đi giao hàng cũng khá là hai chia sẻ vấn đề là cả nhà mua xe gì khi mà đi qua Mỹ này đó. Thì nó có liên quan tới vấn đề việc lê giao hàng cộng thêm là thậm chí không liên quan thì cũng là những lời khuyên việc Lê may, hy vọng là sẽ giúp được cả nhà đôi chút. Đó là cái chuyện mà qua đây mình mua xe gì để mình à, thời điểm ban đầu mình à, sống ở đất Mỹ á, thì mình sẽ thuận lợi cho vấn đề cho công việc của mình cũng như vấn đề về có thể sẽ di chuyển nhiều nhà là mình nên mua xe gì. À lý do vì sao Việt Lê lại mua chiếc xe to như vậy. Đây là chiếc xe à uh, mini van, dòng mini van uh, xe gia đình, cửa trượt hai bên, uh, phía sau là cửa cửa trượt luôn ha. Cửa trượt hai bên và nó là của hãng Honda Odyssey. Thì chiếc này nhập về Việt Nam bán như 2 tỷ mấy 3 tỷ gì đó. ở bên Mỹ thì rẻ lắm, thì dĩ nhiên là bên Mỹ phải rẻ rồi cũng không có muốn so sánh nhiều. Thì uh, thực tế nó là như vậy thì Việt Lê chia sẻ thôi. Thì uh, đây là một chiếc xe dòng uh, 8 chỗ. Thì lý do vì sao Việt Lê mua chiếc này thì Uh, Việt Lê cũng chia sẻ nhiều với cả nhà ở ở các vlog trước ở Việt Lê Việt, ở Việt Nam Việt Lê cũng có một thời gian Việt Lê làm uh, hợp tác hùng uh, vốn <laughs> làm cái showroom uh, mua bán xe ô tô cũ. Thì mình cũng có một số kiến thức uh, tạm tạm chút chút nhất định về dòng xe và Việt Lê cũng đi qua nhiều dòng xe rồi, cũng uh, nhiều, nhiều nói chung là nhiều. Thì uh, qua Mỹ này Việt Lê cũng quyết định uh, suy nghĩ tới người lui Thì cái tâm lý chung Việt Lê nói về tâm lý chung ha. Thì lúc mới qua thì người ta sẽ nghĩ là ờ oh, chắc có lẽ sẽ phải chuyển nhiều nhà cả nhà mà có người thân bên mỹ thì không nói còn việc lê ấy, qua đây mà không có người nhà thì nói việc lê ở nhà airbnb tới năm sáu căn việc lê mới chuyển về căn chính thì có hai lý do để việc lê chọn mua xe to như vậy cái thứ nhất là việc lê lúc đó chưa nghĩ tới vấn đề giao hàng đó việc lê không nghĩ là bây giờ việc lê chạy việc làm công việc giao hàng đâu Lúc đó việc lê chỉ nghĩ có hai lý do là việc lê mua cái xe này thôi lý do thứ nhất là việc lê nghĩ là có, có lẽ sẽ, sẽ, chuyển nhà nhiều mà đồ đạc lúc việc lê đi máy bay qua đây là sáu bảy cái vali à, uh, mà một chiếc xe nhỏ không thể nào mà chở được 67 vali khi mình chuyển nhà năm bảy cái Airbnb xong cuối cùng mới chuyển về một căn nhà cố định mình không biết được tương lai mình sẽ ở một nhà hay nhiều nhà vì là tính toán là ok phải mua xe to rồi để mình có thể chở được nhiều đồ mình dọn nhà nhiều nơi cho nên lời khuyên cho cả nhà là nên mua cái xe nếu mà mua qua đây chạy thì nên mua cái xe SUV nó rộng một chút thì SUV là được rồi bởi vì hàng ghế SUV có nó mở cấp sau thông với phía trước mà cùng lắm là chở hàng to thì gặp hai ghế ở, băng sau lại là chở được rồi đừng có mua xe đăng mua xe đăng mà không đi giao hàng được đâu nha phải SUV trở lên à, mini SUV cũng được nữa crossover cũng được nữa đây đó, chị đang gặp rắc rối phải lấy thước ra đo cái tivi nhét lọt không bây giờ đang tính toán làm sao nè Cái chị các chị tóc đỏ đó đó là cái lý do thứ nhất ha cái lý do thứ hai liên quan tới vấn đề sở thích của việt lê là việt lê thích đi cả nhà việt lê là thích đi camping thích đi du lịch thích đi, đi liên tục à thì cả nhà coi clip việt lê camping nhiều lắm việt lê là thích minivan lắm thích cửa cửa trượt á để cho mình đưa đón đu vậy mình bấm ngồi xe bấm là cửa nó tự động nó trượt ra đi leo lên không cần nó phải mở cửa con có con nhỏ thì tiện lợi ha vậy cộng thêm nó khá là rộng nội thất bên trong là hai hàng ghế sau gặp bằng hết được luôn đôi khi mình cần thiết thì mình làm cái giường ngủ phía sau cũng được nữa nó khá là tiện và cộng thêm là đi cabin Việt Lê chở full đồ phía trong luôn không cần phải gà, chở trên nóc hay chở phía sau gì hết rất là tiện mưa gió không phải sợ Cho nên chở đồ đi camping là cứ muốn đem đi gì đem đem giường đem mền đem gì theo muốn đem theo quên đem 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 mền đem đồ đạc theo đem gối rồi theo muốn đem gì theo là cứ muốn đem bếp núc cái cứ, cái cứ quăng lên thôi không có lo vấn đề về thiếu chỗ thì đợt đó vừa qua là nhờ chiếc xe to như vậy nè thì Việt Lê mới chuyển nhà năm sáu căn nhà đồ đạc uh, Green riêng cái lúc sách tại Việt Nam qua 67 cái qua đây sống 2 tháng 3 tháng là cũng sắm thêm một đống đồ gia dụng trong nhà nữa nồi niêu son chảo rồi đó là chở hết không vấn đề gì hết thì có một cái tiện như vậy khi để lý do được Lê kể là cái việc Lê lại chọn mua mua dòng xe này đến thời điểm này thì nó phát huy thêm một cái điểm lợi nữa là chính là hữu hiệu cho vấn đề việc Lê đi giao hàng uh, xe to như vậy giao hàng rất là tiện À, hiện tại chỉ là giao đồ ăn thôi, nhưng mà việc Lê cũng đã đăng ký thêm Amazon Flex, có nghĩa là giao hàng cho Amazon đó, thì họ cũng ưu tiên cho xe to, xe to mình sẽ chở nhiều đơn hàng hơn, mình được nhiều tiền hơn, ừ. thì họ ưu tiên mình những cái đơn hàng to vậy thì uh, nó sẽ lợi thế trong vấn đề mình đi giao hàng khá là lợi, thì uh, phát huy thêm một công dụng thứ ba nữa ha. tuy nhiên nói qua cũng phải nói lại, nó sẽ có ưu điểm và có nhược điểm, thì việc là sẽ chia sẻ cái nhược điểm của cái dòng uh, xe to như vậy thì uh, chiếc Việt Lê đang là động cơ V6 3 chấm khá là hao xăng khá là hao xăng xe to thì nó sẽ hao xăng cái dòng xe to như vậy minivan là nó sẽ mất tiền mất tiền hơn những chiếc SUV uh, hay là crossover như cx 5 hay là Honda CRV nó cũng tiết kiệm xăng uh, nó hình như nghe nó 28 30 mai uh, trong một ga uh, xe Việt Lê có 22 mai một ga thôi cộng thêm á uh, là À, xe việc nó to như vậy á, thì đôi khi một số cô chú anh chị qua đây mà còn tay lái còn chưa cứng á, thì sẽ khá xoay sở nó khó khăn khi mình đi vào city đi vào thành phố. Vậy chia sẻ nếu mà cả nhà không mua một chiếc minivan như việc le đây á thì mua một chiếc dòng suv cỡ nhỏ mà chở không hết đồ á thì vẫn có cách để mà xử lý được Nên như việc lê hồi xưa việc lê nghĩ mua xe to để chở đồ cho nó nhiều á nhưng mà qua bên mỹ này thì có một cách để giải quyết được nếu vấn đề xe cả nhà không to thì bạn giải quyết được nó khác việt nam là bên Mỹ này họ cho kéo treo lơ à, thì chỉ cần cái xe mình ra mình gắn một cái hitch ra phía sau đuôi xe thì mình xong mình ra du hâu tìm du hâu gần nhà du hâu nó phân bố rộng lắm mình ra mình tìm du hâu gần nhà mình thuê một cái treo mình thuê cái treo lơ thì họ tính theo giờ thôi cũng rẻ thôi không bao nhiêu đâu thì cả nhà thuê một chiếc uh, cái treo lơ về cả nhà gắn kịch vô còn cái là cả nhà chở muốn chở bao nhiêu thì chở chở thoải mái luôn kéo nhiều chở kéo nguyên cái giường này còn được nữa theo cá nhân việt lê nha khuyên là khi cả nhà mới vừa qua mỹ này đừng nên mua xe đăng đừng nên mua xe đăng là chiếc xe đầu tiên của mình chẳng hạn như chiếc xe thứ hai thứ ba mua thêm thì ok còn chiếc xe đầu tiên việc lê khuyên đừng mua xe đăng bởi vì nó có nhiều cái uh, điểm bất cập là cái lúc nãy việc lê mới về đăng đó là cái chị đó trong vấn đề giao hàng chị không chở được đồ to cái xe đăng là cái cớ phía sau nó ngắn cũng mà không chở được đồ dài đặc biệt đồ dài thì là chở, chở không được ví dụ như trong gia đình hai vợ chồng thì chồng một chiếc xe to thì vợ chiếc xe đăng thì ok vợ thích đi xe đăng thì mua xe đăng cho vợ còn chồng thì nên đàn ông mình nên, nên đi SUV thì nó sẽ mạnh mẽ hơn nó sẽ đa nhiệm vụ hơn ha ờ, đừng đừng mua xe đăng trừ khi nào sau này á, những chiếc xe đăng sau này mình đầy đủ xe ở trong nhà rồi thì thường là mình sẽ mua xe đăng dòng sport hay là BMW hay là mệt gì đó mình đi làm doanh nhân ví dụ vậy hay là mình đi thể thao á, thì ok là xe đăng cái lý do thứ hai lời khuyên không nên mua xe đăng á là cái thấy ghê ghê thì cái Xe đăng nó chạy thấp mà chạy ra xa lộ cao tốc mình cảm thấy nó không an toàn, thật. Thật. Đi xe đăng mà đi ở ngoài cao tốc cảm giác nó không an toàn. Cảm giác lái xe đăng á, ở ngoài xa lộ ở ngoài highway freeway á, mình thấp lè tè ở dưới bên này người ta đi bán tải nhiều lắm và xe container kinh khủng khiếp, container mà chạy bên này chạy ghê lắm. Họ chạy kinh khủng khiếp mà họ chạy tốc độ cao nữa, mình chạy phía dưới thấp lè tè ngang với bánh xe của họ thì thấy ghê lắm cả nhà mà làng uh, freeway Highway mà bảy tám làng thì thực thiệt cảm giác rất là hiu luôn. Ủa tại sao bên này người ta mới chạy xe đăng âm đó thôi? Đó là Việt Lê nói là Việt Lê nhấn mạnh lại là dành cho những người mới qua và là chiếc xe đầu tiên chứ không phải Việt Lê nói là là bên này không ai chạy xe đăng. Đó. Những người ở đây họ lâu rồi thì họ sẽ thấy xe đăng ok, họ chạy họ lả lướt tay lái họ xử lý được hết còn mình mới qua lại nước lại cái chưa quen đường chưa quen cái hệ thống giao thông bên này chưa quen tốc độ họ lái nhanh như vậy và cũng như là chiếc xe đầu tiên thì chúng ta đừng nên mua xe đăng đó, chứ không phải là xe đăng ở bên này không ai chạy nha người ta chạy xe đăng nhiều lắm nhưng mà tùy vào hoàn cảnh tùy vào cái à, mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh thì mình sẽ chọn một chiếc xe phù hợp cho mình ít người biết lúc xe hybrid mà hầu như là hybrid brick mà nhập về Việt Nam là toàn những trên những dòng xe cao cấp không à, mệt xịt rồi đó, những dòng xe vài vài ba tỷ thì bắt đầu mới có hai brick chứ còn dòng xe trên dưới một tỷ thì là ở Việt Nam chưa có hai brick, à, hai là một cái dòng xe nó khá phổ thông ở Mỹ và áp dụng cho cả những xe phổ thông vẫn đã có hai brick rồi, à, việc Lê xém vào đó xém mua trong cam Max chiếc uh, Toyota Sienna hybrid nó cực kỳ tiết kiệm luôn ba mươi mấy bốn chục thậm chí ba mấy bốn chục mai cho một ga lông nó tiết kiệm gấp đôi so với xe việt lê bởi vì khi chạy lên một tốc độ nhất định thì nó chuyển qua nó chạy điện rồi là hybrid nó cũng có nhiều dòng hybrid lắm vừa nửa điện nửa xăng hoặc là khi một tốc độ nào đó là điện hết hoặc là như thế nào điện hết từ đầu như thế nào đó mỗi hãng họ sẽ có một cái dòng hybrid khác nhau cả nhà sẽ lo hybrid nó mau hư không việt lê cũng nhiều người bạn qua này họ chạy hybrid bảy trăm năm mà đâu có hư đâu Uh, hybrid là một cái sự lựa chọn khá là tốt nên khi mà coi Mỹ này mình nên nên suy nghĩ tới vấn đề đó. Nhưng mà bù lại hybrid nó sẽ mất tiền. Ừ. Uh, hybrid nó sẽ mất tiền. Uh, mất tiền hơn xe mà không hybrid khoảng chừng 20 đến 30%. trăm uh, nhưng mà mình suy nghĩ đi, nó sẽ đáng cho vấn đề về tiết kiệm xăng trong lâu dài thì bộ qua xét lại nó vẫn nó vẫn lợi, nó vẫn lợi. hơn lợi cả nhà ha. Thêm một cái lưu ý sau nên chọn xe hai cầu hoặc là awd thì uh, tại sao qua mỹ này nên lưu với cái đó ở chạy việt nam thì có lẽ là không cần thiết lắm bên mỹ thì việt lê nghĩ là cần à, việt lê tiếc là lớp việt lê mua chiếc xe này cũng không có nhiều lựa chọn bởi chiếc này mua trợ góp mình không có nhiều lựa chọn mình đang mua trong showroom honda mà à, nếu việt lê sắp tới việt lê nếu là có đổi xe thì việt lê sẽ sẽ chuyển sang uh, awd hoặc là dẫn dẫn động hai hai cầu hoặc là bốn bánh toàn thời gian thì nó sẽ rất là hỗ trợ ở bên Mỹ là bởi vì là là khoảng 2 phần ba diện tích nước Mỹ bên này là nằm là sẽ có tuyết và sẽ có tuyết Đó là hoặc là trời mưa trơn trượt và cộng thêm đường sá bên này nó tốt quá tốc độ cao quá thì uh, nhiều làng nữa thì uh, khả năng là sẽ bị trơn trượt hoặc là mất lái uh, rất là cao khi mà đi vào uh, điều kiện thời tiết mưa bão hay là thì uh, xe dẫn động bốn bánh hoặc hai xe hai cầu đó, thì nó sẽ giúp ích rất là nhiều tạo sự an toàn cho cả nhà rất là nhiều uh, trong vấn đề lái lái xe ở những cái môi trường đó thì lời khuyên là nên uh, mua thêm chiếc xe, nên suy nghĩ tới cái dòng đó quý anh chị qua đây mà có số tiền nhiều để mua chiếc xe đó cho mình đi lâu dài thì nên suy nghĩ vừa hai yếu tố đó vừa hai brick bây giờ là bốn bánh thì là chùm, chùm rồi chùm bên mỹ này rồi bên mỹ này rồi nha OK, cảm ơn cả nhà rất nhiều đã xem clip này. Nếu thấy những điều Việt Lê chia sẻ nó hữu ích và thấy nó 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 sẽ thậm chí là Việt Lê nói một số cái chưa đúng, thì mong cả nhà cũng hiểu và thông cảm là đây chỉ là quan điểm cá nhân. Cả nhà nên tìm tòi thêm nhiều nguồn thông tin từ nhiều 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 nơi để đối chứng và rút ra cái 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 hành động, rút ra cái quyết định cuối cùng cho mình ha cảm ơn cả nhà rất là nhiều like like clip này share clip này cho mọi người cùng xem người thân mình cùng xem hoặc là và bấm subscribe đăng ký cho kênh Việt Lê nha cảm ơn cả nhà rất là nhiều chúc cả nhà một ngày tốt lành